Chào các bạn đã trở lại với kênh Tony TV của mình. Chào bạn. Thì trong video này cả team mình sẽ thực hiện một cái series liên quan tới sự khéo tay. Biết luôn, chắc ăn nội dung của clip này là theo thùa. Sai. Vậy mình làm clip hạt đậu hùng kỳ đúng không anh? Sai luôn. Vậy là bún thùng. Sai. Làm ơn tụi bay dùng cái đầu để suy nghĩ giùm tao một cái đi. Cái trò gì liên quan tới khéo tay mà anh Vinh đã từng làm? Trò gì? Cái trò gì? Trò gì mày nói coi. Đó là đá banh. Cuối cùng thì mình đã hiểu tại sao nguyên cái lớp mà chỉ có một mình A Đại làm bài văn được 2 điểm thôi. Tại sao? Tại sao thằng Đại nó có thể làm được bài văn kiểm tra 2 điểm như vậy chứ? Là tại vì làm lạc đề. Anh Nhã ơi, anh đừng có dìm em nữa được không? Anh đang lăn xê cứng mà. Mày đang lăn mạ nó đó. Rồi, thì trong video này chúng ta thực hiện cái nội dung gì này? Nội dung gì? Dạ. Đúng rồi. Có phải trên đường đi tới đây quay phim bị chó táp rách quần không hả? Anh vô duyên quá, anh nhìn lại cái quần này của em là model hiện giờ đó. Model. Năm nay model là quần rách, năm tới mấy đứa chuẩn bị cắt cái áo mình cho rách nhiều nhiều vô nha. Rồi thì trong clip này chúng ta sẽ chia làm hai đội, đó là các bạn nam và các bạn nữ bên đây. Đội nam nè. Anh nghi chú em lắm rồi đó nha. Được rồi, thì giờ anh mời các bạn nữ, các bạn nam đi lại đây. Vác cái băng ghế này ra giữa sân chúng ta đi. Đúng rồi, mình coi trên mạng chưa thấy có một youtuber Việt Nam nào trang trí ghế đá hết. Qua đây, qua đây. Clip này sẽ là trang trí ghế đá. Đây, các bạn nghe đây. Kiếm hình đi Đại ơi. Đại đem kiếm cho. Hình đẹp không à? Quá trời hình luôn nè. Giờ mình vẽ hình gì bây giờ? Hay mình vẽ khuôn mặt anh Vinh lên đây đi. Mày bị ngáo hả? Bằng cái đá này vẽ mặt ảnh rồi ngồi lên, chẳng khác gì ngồi lên mặt ảnh rồi. Vậy thì mình vẽ nhân vật Conan. Không được. Cái ghế này màu vàng, vẽ Conan lên là nó không có hợp. À, em có cái ý này nè. Bây giờ mình vẽ con rồng lửa trong phim Pokemon lên cái này đi. Là bao hợp luôn, trùng màu vàng nè. Đúng rồi. Bước đầu tiên là mình lấy giấy chì phát họa lên nha. Để tao kiếm con rồng lửa cho. Để tao phát họa cho. À đây nè. Cái tấm ảnh gì mà nhiều quá tiếc dưới trời. Vẽ biết chừng nào xong. Hay để tao vẽ tiếp mày cho ha. Ừ vậy đi cho dễ. Đây tao cầm cho. Phóng to lên cho dễ. Quá nhiều ảnh luôn rồi nè mấy chị ơi. Chọn tấm nào bây giờ? Kiếm mấy tấm ảnh nào có hoa, có bướm đồ đó. Vẽ là bằng cái đá nó mới đẹp. Đây là cuộc thi đó. Mày vẽ vậy là rất chắc luôn. Tới giờ chị vẫn chưa biết vẽ gì luôn đó mấy đứa. Mấy anh bển vẽ gì vậy? Đang vẽ con rồng lửa trong phim Pokemon nè. Ôi, mấy anh bển vẽ rồng lửa. Hay là giờ bên team mình vẽ rồng nước đi. Được rồi. Chết rồi mấy đứa ơi, con này nó khó vẽ quá. Vậy thôi chị kiếm một bộ tiny trong Pokemon chị vẽ đi. Ờ. Con này nha. Vậy thì team mình sẽ quyết định vẽ con rùa kini nha. Em đi lấy cọ cho. Em đi lấy màu. Mình lấy ly với nước để pha màu. Quá im luôn Thanh ơi. Thấy tao vẽ đẹp không? Em vẽ cẩn thận nha Thanh, người ta là con rồng. Em vẽ sao ra con thằng lằn là team mình rớt đó nha. Em đang vẽ, anh đừng có nói chuyện, em áp lực vẽ không được. Nhìn con gồ nó đơn giản mà sao vẽ khó vậy trời. Ngày xưa anh Vinh đưa có miếng giấy đi vẽ à. Bây giờ đưa nguyên cái băng đá. Kiểu này chắc năm tới đưa nguyên cái nhà để vẽ luôn quá à. Em có cảm giác càng ngày anh Vinh càng đưa đồ bự cho mình vẽ thì vui. Vẽ gì vậy không? Em vẽ em cái nơ bên đầu con gồ cho dễ thương. Em vẽ không được thì qua đây em thăm mẹ với em nè. Đừng có phá mấy chị nữa. Đi. Khá quá à. Đây nè. Ê Đại, con Pokemon của tao nãy vẽ đẹp rồi. Ai biểu mày vẽ thêm 6 muối vậy? Thêm 6 muối nhìn nó mới ngầu. Nhưng mà ở trong phim nó đâu có 6 muối đâu. Đã vậy em còn vẽ thêm cho nó 2 cái vú nữa. Để làm gì vậy? Tao lại mày Đại ơi, mày đi ra ngoài đi, đừng có đụng vô cái hình nữa. Thằng này nó chuyện nghe tự ái ghê các bạn. Đúng rồi, còn gì nữa. Để tao vẽ cho.
cái bức tranh này chi tiết nước nhiều quá, muốn pha màu nước á, thì mình sẽ chọn màu xanh chung với màu trắng, tỷ lệ là 2:1. Rồi múc 2 muỗng màu xanh vô, múc cho em 1 muỗng màu trắng đi anh Hùng. Rồi khuấy đều. Cái nền nó màu xanh cho nên mình tô màu xanh trước. Nhớ chừa con rùa lại nha anh Hùng. Anh hiểu rồi. Cần nhớ coi anh Hùng đó, nó vẽ tàu lao không đó. Dạ. Để em tô phần dưới này cho. Chị tô bên đây cho. Dạ. Dạ. Đây dạ. Tô cho cẩn thận đó. Chỗ này nè Phương. Rồi. Dạ. Đang viền mấy cục đá xung quanh con khủng long nè. Anh Ngáo đi pha màu tô mấy cục đá coi. Ủa mà mình chọn màu gì với màu gì mới ra màu cục đá vậy? Anh tên Ngáo rồi đúng rồi. Muốn pha màu cục đá rồi mình phải chọn màu xám với màu trắng nè. Mày Ngáo qua đây ơi, anh đi pha giúp em hai trắng hai đen một nâu là ra màu cục đá. À đúng ra hồi xưa anh Vinh phải đặt tên cương là Đại Tấn mới đúng đó. Team mình chỉ có 3 người biết vẽ thôi. Một là Vũ Thanh nè, hai là A Ngọc, ba là Tiểu Cường. Mà giờ Tiểu Cường nó trên Sài Gòn rồi, không biết chừng nào nó về nữa. Rồi gần xong rồi đó anh ơi. Màu tới nè, tô màu cục đá thôi. Rồi tô luôn đi. Này. Tô lên. Cái này em thấy không giống màu cục đá hết trơn nhìn Ngáo. Rồi tô lên đi mới biết. Rồi giống giống thiệt, giống thiệt, giống thiệt. Đó. Nhanh đi. Ôi, màu đẹp nha. Tô cẩn thận nha anh em. Em biết rồi. Đại, mày vẽ dở sao mày tô màu đẹp dữ vậy? Ý tao còn nhỏ mà đã vẽ khéo vậy rồi. Lớn lên sao anh Vinh chơi lại tao? Đẹp thiệt. Túc đầu cục đá có chút xíu à. Thằng Đại nó vẽ lên một hơi thành cục đá chà bá luôn. Kiểu này tim mình hẳn bét nữa. Nếu tim nó làm xong trước thì được cộng một điểm đó. Sao giờ? Chị có một cái kế sách. Cách gì? Mỹ nhân kế để làm gián đoạn cái quá trình vẽ của tụi nó. Vậy ai sẽ xung phong làm nhiệm vụ này đấy? Để em hy sinh cho. Làm ơn chị nhìn lại nhan sắc của chị đi. Nhan sắc lồng lộn như vậy rồi làm sao quyến rũ được ai? Nhìn cái gì? Thấy em súng răng không? Chị thấy có mỹ nhân nào bị súng răng chưa? Gì nữa? Cưng có nghe mấy đứa kêu gì bằng bà Thảo không hả? Rồi làm sao mà làm được? Nhìn cái gì nữa trời? Cái chén trầu dồ như vậy, làm sao quyến rũ được ai? Cái gì nữa? Ăn bánh đây, bánh tới rồi nè. Mày đang làm cái trò gì vậy Hồng? Tao mua bánh cho mấy đứa bay ăn mà. Bình thường xin nó uống miếng nước nó cũng không cho. Bữa nay nó mua bánh cho team mình ăn, chắc chắn là có vấn đề. Có gì đâu mà khó hiểu. Nó mua bánh cho mấy anh em mình ăn, để tụi mình mất thời gian vẽ băng ghế đá, để team nó hoàn thành xong sớm nhất được cộng một điểm chứ gì. Team này không dễ bị lừa đâu Hồng ơi. Bánh ngon. Dạ bánh nè, mày em bánh về đi. Không ăn nữa. Tao no rồi. Rồi làm tiếp đi. A few moments later. Ủa chị Dương ơi, hồi nãy em thấy cái nền đẹp mà, sao lấy màu trắng tô lại rồi? Hồi nãy là tụi mình vẽ gần xong cái nền luôn rồi đó. Nhưng mà sai lầm lớn nhất là nhờ Hùng tô màu. Tô hồi lem hạch trơn luôn, phải dùng màu trắng đè lên rồi vẽ lại. Kiểu này đợi mình thua nữa rồi. Vẽ tranh thôi mà, làm gì mặt anh căng dữ vậy? Vẽ xong con khủng long rồi mà nhìn lại y chang của thằng làng. Cái vẽ mặt này chắc anh ghét con thằng làng dữ lắm nè. Bộ nó làm gì anh mà anh thù nó dữ vậy? Trưa ngày hôm qua
tranh thủ ăn cái rồi học online tiếp. Sắp tới thi rồi. Ôi đẹp quá Thảo ơi. Chị Thảo dễ đỉnh thiệt. Ngọc, chút xíu nữa mày có lấy màu nâu tô lên màu vàng của cái ghế không? Chắc là phải tô rồi, không tô nhìn kỳ dữ lắm. Dĩ nhiên rồi, không tô sao coi được. Con gồng lửa này trong phim tên là Hitokage nha bạn. Một hồi bọn mình sẽ viết tên nó lên ghế luôn. Cái clip vẽ này ban giám khảo là mình nhờ Chí sư đệ tới nha. Đó. Rồi xong chưa? Xong chưa? Gì lâu vậy? Thôi anh chấm điểm luôn đi, bọn em vẽ vậy là xong rồi đó. Cái đuôi chưa vẽ xong nữa nè, chấm điểm cái gì mà chấm điểm? Lửa ở đuôi thấy vậy thôi chứ nó khó vẽ dữ lắm. Cần đánh khói 3D nhìn nó mới giống ngọn lửa. Chốt lại là bọn mình chưa đủ trình để vẽ ngọn lửa ngay đuôi. Rồi vậy lại giờ nạp luôn phải không? Chí chấm điểm trước hay là tôi chấm điểm trước đây? Chấm trước đi. Cái chữ Hitokage nãy ở đây đẹp rồi nè, không có gì để nói ha. Rồi, trừ một điểm, tỷ lệ của cái đuôi không hợp lý. Anh hỏi nè, cái cây á, có phải phần gốc nó lớn rồi nó dài dài lên phần ngọn nó sẽ nhỏ lại từ từ không? Đúng rồi. Vậy anh hỏi cưng, cái phần giữa của cái đuôi này nó phải nhỏ hơn cái phần gốc chứ. Sao cái gốc nó còn nhỏ hơn cái phần giữa nữa là sao vậy? Đúng không? Rồi, tiếp theo là cái đuôi chưa có vẽ kìa. Trừ một điểm nữa là 8 điểm. Đây Chí nè. Trời ơi, anh vẽ xấu quá à. Bởi vậy anh chấm điểm vẽ. Mấy đứa yên tâm. Dạ. Cái hình này mày đưa cho anh á, chưa chắc gì anh vẽ được. Hả? Cũng gì mấy đứa. Rồi sao mày chấm nó nhiêu điểm nè? Ủa mà khoan. Cái vụ gì? Nó đang làm neo giữa chừng hay sao? Bên đây 3 móng, bên đây có 2 móng mà. Sáng, sáng. Rồi, chân đẹp. Xong. Ủa, vậy mày trừ con điểm là gì đó hả? Ừ, tao vẽ không được, vậy chấm vẽ. Rồi 8 cộng 9, 17 điểm. 17 điểm. Đợi em làm xong sớm nhất nữa mà. Đâu, hai đội có đội nào xong đâu, đòi cộng thêm điểm. Ừ. Con này cưng vẽ cái đuôi xong chưa? Rồi, 17 điểm, qua tới đội nữ đi. Rồi. Cái gì cũng từ từ, leo nheo như lũ heo vậy. Cái đầu tròn vo như cục đạn luôn. Đang vẽ cái gì của cái đầu con rùa này đó. Thì cha, con nhỏ này nó mập cái đầu nó tròn rồi giờ nó vẽ cái đầu con rùa giống cái đầu của nó luôn. Ê để coi, nước vẽ không đẹp nha. Nhờ phúc phần của con Hùng đó anh. Thời nước này đâu có biết đường vẽ. Các bạn nhìn thấy vẽ gì thôi chứ nó khó vẽ dữ lắm. Bạn nào đang coi clip này với con chú phụ huynh á thì hỏi thử đi coi vẽ được không chú gì tụi mình. Thôi chấm điểm mình lẹ đi như điểm nữ chứ. Rồi từ từ, Chí chấm trước hay tôi chấm trước? Để tôi cho. Rồi anh Chí. À nghe anh Chí chấm nha. Chuyện gì á, nói tỉ mỉ khéo léo á thì người ta nhắc tới con gái. Đúng. Mà sao tim con gái này nó tệ quá vậy ta? Ê, tim của tao, trời ơi mày nói gì chết. Tô màu nhẹ hết trơn nè, tim lúc xịt trơn. Rồi. Chỗ này chưa hoàn thiện nữa. Đúng rồi, chỗ này đây bị khuyết cái màu xanh nữa nè mấy đứa ơi. Trừ một điểm, không rồi, có nói gì nữa. Còn nước. Ê, còn chỗ nước này hả? Mấy đứa giá đẹp hơn. Được. Rồi cái ghế của ta bệnh cái gì nè? Mấy đứa chờ chỗ này lại làm gì? Mất cân bằng hiểu không? Rồi. Chứ lại bên tem người ta kìa. Tô xong rồi vẽ chữ lên luôn rồi. Trừ một điểm nữa là 8 điểm. Rồi. 8 điểm. 8 điểm. Rồi ta nhìn chấm điểm nè, nhìn kỹ vô. Đầu tiên nước nè, vẽ nó không đẹp, anh cũng không trừ điểm ha, tại nước khó vẽ thiệt. Nhưng mà mấy cái vụ mà vẽ màu lem ra khỏi viền này là lỗi của mấy đứa cưng nha. Lem nè, cái tay lem thấy chưa? Đây, cái chân nó lem luốc nè. Quẹt dư tùm lum luôn nè. Cái tay bên đây cũng lem nữa nè. Là trừ một điểm thấy sao, phục chưa? Rồi, trừ điểm thứ hai, cái điểm này là anh ghét nhất. Nè, nó phát thảo bằng viết chì rồi chưa có bôi nữa mà bây giờ tô màu lên vậy đó. Đó, thấy chưa? Anh nhìn thấy viết chì thế nào cũng trừ điểm à. Mà em nói không mà chịu tin hết trơn á. Cưng quay phim với anh không cần biết, nhưng mà cưng quay phim với anh mà cưng để cho cái hiện tượng này nó xuất hiện là anh không đồng ý nha. Trừ một điểm mới là 2 điểm.
Và cái điểm cuối cùng cũng giống như anh Trí, nguyên cái phần đế ghế chưa có tô cái gì hết. Ví dụ như đội nam con gồng lửa, anh không có rành phim Pokemon nhưng anh ít nhất cũng biết là nó tên gì, Hitokage. Còn vợ, cái con rùa này tên gì anh có biết đâu? Rùa Kini. Rùa gì? Rùa Kini. Hình như tao nhớ là rùa ca mèo. Con rùa gì tao không biết, nhưng mà vấn đề là bây giờ cái phần này nó trống nè, nhìn nó xấu nè. Là trừ 3 điểm, còn lại 7 điểm. Còn 7, 15 nhé. Dạ. Thua luôn rồi các bạn ơi. Ok, đội hạng nhất tặng cho mỗi thành viên một thùng sữa cuốn bự. Rồi, xếp hàng đi anh Chí che, anh Chí che. Rồi, thùng bự mày lấy thùng nhỏ nó quýnh mày đó. Ừ. Rồi, đi lên nhận đi. Chủ động đi lên nhận, đi lên nhận. Rồi. Quá đã luôn rồi. Đó. Rồi. Cái đội hạng nhì này khuyến khích cho mỗi đứa một cái thùng sữa cun nhỏ đi. Đó, A Tiên trước nha. Tới ai nữa? Thảo nè. Thảo. Rồi. Phương nè. Cảm ơn chị. Tới Tiểu Hùng kìa. Tiểu Hùng nè. Cảm ơn chị. Tới anh Dương nha. Tới Dương nha. Rồi. Ai cũng có quà. Video này đến đây là kết thúc thôi mọi người ơi. Ê, nhớ nha, bye bye các bạn, xong ở lại cùng tao vẽ thêm mấy cái con này cho nó đẹp đẹp một chút. Chứ giờ nhịn gì nó xấu quá đi. Chưa? Rồi bây giờ thì hẹn gặp các bạn clip tiếp theo đi. Đừng quên gì. Rồi bye bye và hẹn gặp các bạn clip tiếp theo. Rồi mấy đứa đi về đi nè. Còn bây giờ thì mình và Chí sư đệ sẽ vẽ thêm chi tiết những cái bức tranh này cho nó đẹp nha các bạn. 5 minutes later.